Ok các bạn thấy không, xe khách 50 chỗ vẫn có nha các bạn. Không, nhưng mà có một cái là nó xấu lắm bạn, đường nó xấu, nó xấu là cái kiểu cách lạ thường á. Thì bữa đợt trước là bị bắt rồi một nhóm rồi, phá đèo, phá đường để gì, xe vỏ lớp hư rồi xuống giá vỏ này nọ các kiểu, làm ăn thất đức. Đó bắt là phải rồi, phạt phạt nặng gấp đôi luôn, phạt ở cho nó sướng, cộng hơn là cái cho đi đi giá đường luôn, chứ đừng cho giá xe nữa, giá đường luôn. Rồi em nghiêng qua trái, ngó bên trái có xe không? Không có, nghiêng Dạ, qua. Ở các có bạn thấy thấy không, rồi. thấy có ổ không? Nó sẽ ổ gà, nó không có tròn mà nó nằm ngang luôn, khoảng khoảng 1 mét 2 mét luôn á, 2 3 mét luôn á, nằm ngang rồi các bạn né đường nào các bạn phải lấn bên kia thôi đó. Không đá đèn nữa thấy không, cái đường cực kỳ xấu luôn á. Có thể cái mình đi cũng xót xe lắm, nhưng mà cho các bạn luyện tập để bạn biết. Rồi giảm lại chút xíu đây, gà thắng là bớt cho xe nó qua. Rồi đi tiếp Ủa, cái khúc bên đó là bộ xấu gì lắm hay sao mà nó lún quá vậy? Trời, trả lại, xe nó có vấn đề kìa. đi, người ta nghỉ ngơi, Ủa vậy hả? ta xả nước cứu tùm lum. Ủa, nó né cái lỗ nào mà né dữ vậy? À đây nè. Đó thấy Sâu không, lắm á. rồi ở này đi mà gọi là đi, gọi là né 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 đường. Rồi tiếp tục, không biết mấy ông ở bên tỉnh này biết làm ăn cái gì đâu mình thấy không. Đường này nếu một chiếc xe bê tông chạy lên là né lấp được hết á, cho lọt chính giữa luôn, qua đây luôn em. Phải đi. Đó các bạn thấy không, nó bởi một cách lạ thường. Đó, cũng giá cho qua la thôi chứ vẫn còn ổ gà ổ voi nhiều. Sao giờ không quay mấy cái khúc nào cảnh đẹp vậy? Quay cảnh xấu luôn, tại đi trải nghiệm lại coi đâu đường đã sửa chưa, không để khuyến khích các bạn đi. Sao đâu, còn 20 km nữa mới lên Lâm Đồng, mới Di Linh. Đường vẫn xấu như thường. Tưởng đó tôi đem đi xe rồi cơm. Xe cơm nó đỡ hơn chỗ này. đều xe cơm băng hả? Xe cơm. Ôi, Đó đá xe màu đẹp cơm này quá. là Đá hồ Tuyền Lâm thôi. màu đẹp quá. Giờ em tập ra lên đều chân ga nữa, đúng rồi. Rồi giảm lại. Đó, vậy thôi thấy không? Thấy cái tay không? Em cứ ghì vô thôi. Đó vậy thôi. Đó, đường vẫn xấu như bình thường các bạn. Xấu đau xấu lớn luôn. Rồi bây giờ ngó bên trái coi có xe không? Dạ không có, mình cứ lấn nhẹ qua bên trái chút xíu. Chừng nào có xe trên đổ xuống thì mình đi. Lấn vô thấy không? Vẫn dằn như bình thường nha các bạn. Tôi chuẩn bị giảm mỡ bụng rồi các bạn. Chủ yếu là tôi đi đường này để tôi giảm mỡ bụng thôi, chứ thực chất là rồi nghiêng vô trong, gà thắng là giúp thầy, gà thắng đổ mà nghiêng vô trong luôn, rồi buông thắng ra. Tôi đang chứng minh cái lớp Emerald của tôi nó có hợp lý không khi các bạn đi đường này. Emerald của tôi thay là khoảng bữa tôi phan là 7 ngàn mấy, 70 mấy ngàn, bây giờ lên cả trăm. Rồi nghe nhau, rồi trả lại. Chắc hết rồi. Rồi vẫn còn dằn, yên tâm. Trời ơi, từ này mà không dằn mới lạ. Tại sao lại là tôi là nạn nhân? Liền cái này gọi là bài này liền liền đèo liền Liền ổ gà. vô trong luôn Rồi, ha. đúng rồi đó, thấy ổ gà đập đầu ngang không. Rồi thì tiếp các bạn thấy không. Rồi
các bạn thấy gọi là ổ gà mà nằm ngang không, thấy không, nó nằm ngang khoảng 1 mét mấy sao mà lọt vô bụng mình được. Nói chung là các bạn nào lái tốt thì né được cái máy này càng tốt nha. Em cứ đập ga bình thường, điều chỉnh ga. Lâu ngày trở lại lợi hại hơn xưa. Lâu ngày trở lại ổ gà nhiều hơn trước. Sốt xe thì lúc ơi ơi. Mấy bạn lái xe gắn máy là không nên đi đường này nha. Các bạn nên đi cho mình là quốc lộ 55 nha. Nở nghiêng vô. Ừ đúng rồi. Rồi đập ga nhẹ. Hôm qua được khúc đẹp. Khúc nữa nè. Khúc đẹp. Hả? Qua lại xấu lại rồi. Úi giời ơi. Hay. Dạ thắng. Cái dạ thắng lại. Cái khúc cua này các bạn cẩn thận nha, tại đá này đá nhỏ đá nhuyễn á, dễ bị trượt bánh lắm. Nên các bạn mà bo tốc độ cao là sẽ bị trượt bánh nha. À, thấy đường đã không? Đúng. Kính thưa quý đại biểu, kính thưa toàn thể ở Bình Thuận, ở khu vực Bình Thuận, ở ngay chỗ đèo, không biết ông nào quản lý khu đèo này thì nghe gọi trả lời. Một là làm cho đến nơi đến chốn, chứ không thôi làm lỡ dở ương kiểu này chắc tôi bụng tôi cũng ảnh ương luôn. Làm cho nó sạch sẽ, cho nó đẹp đẽ để cho người dân lưu thông, cái đường gì nó quá xấu luôn. Gãi đá mi lên cũng như không. Làm cho nó nơi đến chốn, làm cái gì kỳ cục. Thiếu kinh phí rồi. Chắc tôi gãi kinh phí lên quá. Nên làm được khúc cái khúc này bỏ. Các bạn thấy chưa? À. Khổ bạn, có mấy tỉnh người ta có tiền người ta làm, còn mấy tỉnh không có tiền. Coi nếu làm đường đẹp thì nếu mình đặt cái thu phí tự động ở đây được ta. Mỗi lần thu phí xong là kẹt xe. Rồi. Không, vẫn xấu như thường thôi. À, lâu lâu không nào đẹp mình sẽ quay cho các bạn nha. Nhiều khi quay xấu quá các bạn không dám lên đây. Thật chất là nếu mà ở đây mà xe nào gặp cao, xe phượt này nọ, bán tải này nọ đi vô tư. Còn sedan này mới sợ thôi. Biết lý do tại sao mình chọn con đường này để cho bạn này đi trên đây không? Tại bạn này có cái tật là hay ngủ, hay buồn ngủ nên mình cho đi đường dằn cho đỡ buồn ngủ. Vậy thôi. Đó, rồi đi. Đi trên cao tốc thầy chút xíu rồi ghé rồi em ngủ giấc nghe. Đó, ngủ ngon ngủ đi. Tấp vô luôn nha. Ngồi phải luôn. Em cứ đập ga mạnh dạn lên. Nghe nãy nghe cái rớt nghe em sốt xe. Rồi đi. Đạp ga xui thôi. Đạp ga đều. Cái đó góp là do nó cán cục đá nó văng lên, phải không? Ủa, mẹ đi luôn rồi thầy. Có chứ, thấy dằn không? Mẹ thì phục ngon rồi. Mà gặp thấp. Ồ, đường khúc này đẹp đẹp chút xíu nha. Nè, giá lớp nè. Lâu lâu đẹp được chút xíu, giảm lại chút. À, giá lớp phải không? Giá lớp nè. À, tôi nghĩ gà thắng là bớt. Rồi, thôi. Không này ổn. Ổn được chút xíu thôi, còn không sao chưa biết nha. Đừng có bỏ tay, đánh không bỏ tay em. Đúng rồi. Rồi đi tiếp. Đây, dưới đây nó có vật cũng sâu lắm nha bạn. Rồi, tiếp tục đạp ra. Rồi, đổ mà. Nè.
gà, có kinh nghiệm á bạn, có kinh nghiệm nghe né né ổ gà rồi. Nãy chưa có kinh nghiệm là ban vô luôn. Rồi nhường cho xe tao qua, giảm lại. Ok. Không giảm thôi, đừng có đi vô sâu quá, vô sâu quá mình dướng lan can. Rồi em đạp ga tiếp. Đỡ điều chỉnh ga nghe chưa? Đỡ, đạp ga lên. Ga lên cho thầy, đỡ không rồi. Không, khi một cái người lạ vậy người ta lái tốt người ta sẽ quan sát tầm xa. Không, tụi em mày mới tụi em quan sát chưa kỹ, tao quan sát cả luôn kiến gương cầu lòi luôn. Ai em vậy lái tốt đều quan có kỹ năng hết. Quan sát em quan sát cho nó nhìn vô đó thấy trên kia xe xuống là có là em biết cái xe xuống em sát bên lề bên phải vậy thôi, cả hai bên đều sát lề bên phải. Giảm lại khúc này đụng rồi đỡ cái vô đụng rồi buông thẳng ra rồi đạp ra nhẹ đó tốt đó. Rồi nghỉ cho tiếp đạp ra tiếp đạp ra tiếp rồi vô đây luôn đó đúng rồi. Rồi vô cho xe tải qua dạ. Mấy anh chạy tốt phải cho anh tôi qua trước đừng có bẻ vô nha, em cứ đi là này thôi nhiêu đây được rồi. Nè, thấy xe nè. Đúng rồi. Thấy xe là xe kia. Xe kia xe trước mình. Ờ đúng rồi, xe trước thôi. Cái xe ngược lại là thấy cái đầu, còn thấy đất là xe trước. Ừ. Xe dừng ở đây luôn á ta. Đi. Ta gọi là khẩn cấp xả nước cứu. Đây, cứu thân. Nhân loại. Đi tiếp. Xe này nè, mới đi nè. Ừ, xe gầm cao và khỏe rồi. Sedan thì hạn chế cho nó lọt vô giữa bụng luôn. Rồi em đi tiếp, đạp ga. Nhường cho xe kia qua, nhường cho xe kia qua. Thả lỏng tay cả, đúng rồi. Em đừng có bẻ sâu quá ha. Sát trong đây luôn cũng được. Ủa, sâu lắm á. Đỡ đi đi, sát trong đây đi. Thầy nói đi sát được mà. Đúng rồi, thấy không? Trời ơi. Để tiếp. Ôi, tội nghiệp em xe tôi ghê. Sâu lắm. Có con đường mà cũng làm xong được, biết làm được cái đến chất gì chán không nói. Đó, thấy không? Ổ gà nằm giữa đường luôn, thấy không? Đặc sản mà. Rồi bánh xuống mà xe nào mà yếu á Putin nè gơ hết vỏ xe chạy nhanh mà vỏ xe xuống bị phù luôn, công nhận mấy anh cao tài thiệt chứ, mấy anh phá đường kinh khủng khiếp. Nào đây có bá vỏ luôn ha, đó ha.
các bạn để ý ở trên trên cái thanh nó có để chữ báo vỏ luôn các bạn, số điện thoại. À, cái vấn đề đặt ra là đây là đều có số điện thoại ở đây luôn, trên cái thanh mấy cái thanh gạo trắng nó báo vỏ tùm lum luôn. Rồi đạp gạch đi, có sự nghi ngờ nhẹ nhưng mà cũng không nghe nhẹ đâu. Đừng có bỏ tay em đánh nó xấu lắm. Chứ thứ hai nữa nó không linh hoạt. Rồi thứ ba nữa là khi mình bỏ tay là mình còn có một tay này, à, một tay thì vô nó lọt vô gà là nó bị lắc lên, nó vô lăng, nó quăng xe, thấy không? Mình cứ cầm hai tay, nhớ là khi bo cua là phải ghi vô đổ. Trời ơi, nó gồng nổi gần xanh luôn chồng. Chứ bây giờ thì kêu ghi vô thì ghi nhẹ thôi chứ đâu có kêu gồng. Chết đó. Thì quên. Rồi đọc kẹt đi. Cũng bỏ tay đi. Đó, chở chậm dừng chân nhiều ha, chậm chậm thôi. Đi à, bên này hả? Đi tiếp. Em tính muốn không? Muốn ghé không? Ôi, không không. Ý đó, em nói em tính không? Vòng á, em tính vòng á. Nó hồ đẹp không? Nó công nước à. Ủa, công hút á. Cái đó là cái gì vậy? Công hút á. Trời. Công nước người ta bơm lên á, nó lấy nó hồ nước. Cái gì? Rồi chậm lại. Ăn nhiều xuống hết. Cái bụng tôi cứng thai mọi người. Giảm mỡ bụng rồi. Đó, thấy không? Xe này chạy giảm rồi. Nó mất thời gian. Nghiêng lại liền nhiều đúng rồi, ngón sau nha, rồi cho cái lỗ lọt chính giữa đó, canh sau đi, nghe bụp bụp là tôi hót xe lắm nha. Hết rồi. Ô được, được, chỉ có lọt con bánh nè. Đúng rồi, lọt nhẹ. Lúc đó đánh lái chưa đủ này, phải phân không? Trời ơi, mấy ông có nào làm được lẹ cho tôi không? Ơi, xe máy nó tung rồi. Đến Tết ta còn đi lên. Nghiêng qua trái. Đi xéo xéo luôn. Rồi, nghiêng lại liền. Trả lại đường cho ta, đúng rồi. Lâu lâu tôi lên kiểm tra cuối cùng cũng như không. Càng ngày càng xấu. Tôi tưởng bắt được mấy thằng kia rồi, là làm lại đường rồi, lọt giữa luôn đó, bàn chân phải mình lọt trên giữa mấy cái lỗ rồi, nghiêng vô đúng rồi. Khuyến khích mọi người tối không đi nha, hồi tối cũng không thấy đường đâu đi, ban ngày đây mà còn không thấy ổ gà nữa. Đây đâu có đèn. Rồi mình sẽ làm một cái khóa phóng sự. Cái tiêu đề là mình nên cần lựa chọn cái tuyến đường nào hợp lý để các bạn lên Đà Lạt. Nghiên sát vô trong luôn. Đúng rồi. Rồi ok, trả lại. Rồi, ngó bên trái, nghiêng qua bên trái luôn. Đúng rồi. Anh lại luôn. Tôi buồn ngủ quá, tôi ngủ không được bạn. Vẫn còn ngáp được. Hay tân nhẹ mà còn vẫn còn ngủ được. Chán đường quá. Đường nó đẹp vậy thôi. Đi nãy mình đường này mình đi có đóng phí gì không ta? Không. Rồi gì? Thôi thầy đừng có đòi hỏi cao. Đi miễn phí mà còn đòi hỏi gì đúng không? Đúng rồi. Thầy hỏi muốn nó cho thầy đi luôn, nó để những số xe của thầy á. Chặn lại luôn không? Đúng rồi. Nó cấm xe thầy luôn. Chứ đi có ý kiến nhiều quá, đi miễn phí mà có ý kiến nhiều. Để tôi lên đây tôi giá giỏ chứ.
thằng này mệt, gà thằng này mệt. Rồi ok. Có kinh nghiệm mời bạn ơi. Con nó con gì vậy? Con gà lôi. Vô. Để tiếp. Gà sáu măng. Gà nấu mưa ớt. Gà luộc. Giờ mất ói hả vợ? Trâu. Nhìn chồng luôn. Rồi, từ từ nghiêng qua trái chút xíu. Rồi, buồn nặng. Ok. Mình đang test lớp Eversa nha các bạn. Cái lớp của mình mua, mình đang sử dụng là đâu khoảng gần 30 mấy ngàn cái số. Mình để lên coi hàng 4, hàng 5 coi như thế nào. Mình sẽ có bài quánh giá bám đường tốt nha. Rồi để nhường cho xe khách qua luôn. Anh đi trước, anh dẫn đường cho em đi. Ồ, vẫn lọt bánh không sao em. Cái sợi dòng sedan thôi. Trời ơi, khúc này nó đẹp như tranh vẽ mọi người ơi. Trời ơi, khúc này tôi lấy con câu ra tôi câu được. Rồi hết cái đường luôn. Giảm quá, nó bụi chút xíu, không thấy đường. Từ từ cho xe tao qua. Đúng rồi, em cứ ghi vô thôi. Chừng nào đánh vô cua gắt á, mình phải đánh đó, thấy không? Kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi leo đèo. Sao nó không xin nhan xin đường em ta? Vậy hả, nó bóp kèn giỏi. Nhưng mà cũng phải xin nhan chứ. Vậy hả, mấy này 7 giờ không làm đúng bài, đúng dở vậy. Đúng rồi. Khúc này là đẹp nha mọi người. Khúc này đẹp. Em đi bám này giữa, đừng có chen vô trong. Đúng vậy. Một chút xíu mà em đi lên mà thấy cảm giác xe hơi đuối, em có thể bấm OD up để các bạn đi. Thì OD up là số 3. Còn hiện tại mình đang đi số 4 để leo đèo. Đó. Nó sẽ máy nó thì bị gần hơn chút xíu. Rồi em giảm lại. Đúng vậy. Rồi đi tiếp. Bên phải nha. Mới vừa khen được chút xíu, chỗ này cũng xong. Tiếp tục. Rồi, để bấm vào đèo phải bên lúc này nha. À, bên hông đúng không? Đúng rồi. Rồi em giảm lại. Xuống này em giảm lại. Đúng rồi, chính xác. Sẽ bàn xuống dạ. Sợ. Rồi đi tiếp. Em cứ đi bình thường đi. Gãi tao vượt qua được mà. Bám đằng giữa cho thầy đi. Mấy chỗ này đứng người ta kiếm chỗ quay phim hay á. Chậm lại chút xíu. Tiếp.
ù tai. Ù tai thì nuốt nước bọt. Đúng rồi, nuốt nước bọt. Từ từ, bạo lực rồi. Đó, bạo lực mà vô trong nè, thấy không? Em cứ bám ra giữa cho thầy. Gị vô, đúng rồi. Em không gị thì nó sẽ lớn ở trong. Đừng thấy nó sợ, em cứ đi bình thường thôi. Rồi đi. Đó, thấy ghê chưa? Quá khủng khiếp. Để lên làm xương không? Chậm lại. Ồ, ô, vợ coi cái kia. Cao không? Đó. Coi cung đường kìa. Thì... hiện tại mình đang đi số 3 nha bạn, dựng lên được bình thường nha, ngon lành nha. Lên thì đập ga, xuống thì mình giảm dừng ga. Em đừng có lấp vô trong, em cứ đi đúng làn đường của mình, đừng có sợ. Em phải gậy vô. Phải ghi phải chặt lên nha, phải ghi, em phải ghi chặt cái vô lăng lại, không mà nó trả về chắc dán dán bằng keo đi luôn. Đó. Đây, đập ra cái điều chỉnh ra cho này. Thầy dìu cái tay mình cho mình quen thôi, đúng không? Rồi đập ra nhẹ. Trời ơi, sao nó chạy đường này nó chạy nhanh vậy? Bình thường, mấy mốt tụi em chạy nhanh, chạy được tụi em cũng chạy nhanh thôi, đúng không? Chứ thầy đi đường này cũng đi nhanh à. Tại mình chưa quen thì phải chậm thôi. Xuống thấy chóng mặt quá. Đúng rồi. Rồi coi gương coi lòi, có xe cộng xuống nha. Rồi nghiêng vô trong chút, nghiêng vô trong chút xíu. Rồi đây thấy có xe cộng rồi. Rồi đi. Thấy không? Nói gương coi lòi á là em nhìn gương mà thấy xe xuống là em phải sát vô bên lề phải. Mình không thấy mình luôn phải không? Đúng rồi. Chứ không nó xuống là nó dướng mình á. Ủa sao nó thấy mình được ta? Chỉ có thấy nó thấy ở trên thấy xuống. Người khi người ta qua cua cái gương cầu lòi là trên xuống gì đều thấy hết. Đúng rồi, đúng rồi. Đều thấy nhau hết. Để bên nào cũng thấy hết hả ta? Đúng rồi, gương cầu lòi mà đó, bên kia nó nhìn nó thấy mình. Rồi em nhìn vô thấy đâu có xe xuống đâu, đúng không? Đúng. Ok là mình cứ đi thoải mái, đúng không? Ở sát bên này cũng đó, mình mới lớn qua chút xíu cũng được. Còn riêng mà thấy xe nó xuống giống nãy là em phải bắt buộc tấp vô phải. Bên kia cũng tấp vô phải luôn. Rồi từ từ, khúc này đang đổ đều. Wow. Dốc quá, dốc rồi. Rồi em buông thắng thôi. Dạ. Kệ nó thải chớn thôi. Thấy không vợ? Thấy gì đang nhắm mắt ngủ luôn rồi, thấy gì nổi. Không dám nhìn luôn kìa. Chán ghê. Vậy mà kêu đi dựng tóc này thì tóc lòng không? Ngủ. Đi xe tay ga ở đây là hư hết. Hư mấy hết. Em cứ nghiêng đúng cái làn đường của mình, đừng có sợ ha. Rồi em buông thắng. Đúng vậy, hiện tại mình đang đi số 3, nó cũng đang ghi máy lại cho mình á. Rồi, lên, dốc, đạp ga. Tiếp tục. Chưa đâu, mới qua một đoạn, nó còn như này nữa. Nó còn quằn quèo nữa các bạn. Dạ, cứ ghi vô, vẫn đập ra đều, nó hơi cao, đúng rồi. Đang đi số 2 vẫn đang đi lên được bình thường, đó, đúng, tốt. Rồi, đó. Đây. Các bạn, mình cho các bạn coi cái đèo.
mình có check in mà nó hơi sâu nha bạn. Ok. À, cái cây này lúc trước mình có đứng ở đây cực kỳ cao. Nãy đúng là lọt chính giữa là đẹp nhất, thấy không? Tự nhiên lỗi quá trời lọt vô vô hổ. Mấy đây là không có sống. Đó, đều dốc cao nha các bạn. Con cái là đường hơi xấu thôi. Nếu mà con đường này mà làm đẹp một cái là bảo đảm lượng xe đổ về đây rất nhiều. Đó, người ta đi quen, người ta chạy tốc độ cao, người ta xử lý được mấy cái hố mới thì các bạn phải chậm. Start recording emergency. Tại vì các bạn mới, các bạn vừa để xử lý đường đèo và xử lý hố nữa, nó cứ khó cho các bạn lái mới. Nhưng mà các bạn đi xong cái trải nghiệm, các bạn sẽ có những cái pha xử lý tốt hơn. À, đó. Chứ xử lý ổ gà thôi, đường ổ gà bình thường nó là muốn mệt rồi, nói chi mà vừa đèo, vừa leo đèo vừa đổ đèo mà xử lý mấy cái tình huống khó nữa. Thì các bạn phải mau tay lên tay thôi. Đó, thấy không? Các bạn thấy đèo không? Đó, rồi đánh lái vô em. Nghiêng vô, tôi thấy cái đèo nó cao. Các bạn thấy rõ ràng không? Rồi, em đập ga đều. Tốt, nhóm xe sao đang theo luôn, thấy không? Ok. Xuống 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 à, giảm lại cho xe tao qua à, mà. Kệ người ta chạy, người ta né được mới cho dành chỗ né rồi, mình không có chỗ né đó các bạn, thấy không? Vậy đó. Rồi, các bạn thấy dựng cái hố không? Đó, hố vẫn còn ở nguyên đẹp nha. À. À. Các bạn nào khen vợ thì nhớ khen em đẹp như bông giả quỳ nha. Như bông quý già vậy. Ờ, dạ. Trời ơi, giảm lại thôi, từ từ, mọi lực thế. Ôi, cái đèo bên trái các bạn đã không? Đó, đường quá. Nó xấu cực kính rồi chứ nhiên. Tôi nói thiệt luôn, đoạn đường này tôi nói thiệt quá khủng khiếp. Trời, nghiêng qua phải luôn. Rồi từ từ thôi à, rồi nhích nhẹ lên chút xíu, từ từ thôi. Rồi, lấy lái qua trái. Rồi, đây. Quá khủng khiếp rồi. Dạ, em cứ đập ga đều luôn, cứ đập ga đều, đang lên dốc, đập ga đều nữa, đập ga lên, cứ mạnh dạn lên, đổn rồi, tiếp tục. Ừ. À, đường sạt lở bạn. Rồi. Start recording emergency video. Giảm này. Rồi để cho xe nó qua. Đây có hố nè, thấy không? Rồi em ngó bên trái có xe không? Rồi đi qua không. Đứng qua. Cái đồ không giữ. Người ta có kinh nghiệm, người ta đi ta biết đường, người ta chạy không? Bóp kèn liền không? Nhưng mình cản trở người ta đi chừng nào ta qua. Đây cái đường hổ. Cái vụ mà giờ rồi, đường quá xấu mà. Có xe ở dưới chạy thì bắt mình phải vô hố rồi. Rồi đạp ga lên. Nó, nó bị sạc á, cán yếu bể sạc luôn. Nó hố vậy đâu bạn. Nào.
đèo dốc cao, hố nữa bạn. Rồi mình cứ đi tiếp. Rồi tiếp tục. Muốn nghe gì? Thôi đi luôn đi. Rồi cho xe người ta né ô gà. Thấy không? Rồi mình lấy gà. Thấy không? Rồi, tại vì người ta bắt buộc ta phải néo gà. Các bạn thấy gì không? Lấy chuẩn bị xuống đèo. Nhưng mà anh này mình đang lên nha, chưa đến nha. Thì xe mình đã tới rồi. Bây giờ là đang hả họng thở oxy. Đang hả họng thở oxy. Anh 16 chỗ cũng hả họng thở oxy luôn các bạn. Nói chung là mình mệt là xe cũng đều mệt ha. Đó, với nghỉ ngơi chút xíu cho thắng này nọ. Nó đỡ nóng, đỡ sinh nhiệt các bạn, nghỉ ngơi chút xíu rồi mình sẽ tiến hành lên Đà Lạt nha, ga Di Linh nha. Đó. Nói chung là sau khi trở lại quốc lộ 28B này lợi hại hơn xưa. Ổ gà lúc trước mình có như đây thôi, giờ nó bự ra gấp đôi luôn các bạn. Giờ là ổ gà là các bạn phải là từ đây các bạn bước qua, các bạn phải nhảy qua mới được. Đó. Bây giờ đây địa điểm mình check in. À, các bạn thấy đã không? Trời ơi đó. Các bạn thấy gì chưa? Quá tuyệt vời. Đèo cao. Thì hồi nãy cái hồ ở dưới là mình nãy mình từ dưới hồ dưới mình lên nha các bạn. Thủy điện á. Đó. Chết đi luôn nha. Hello. Để mình mở ống rộng là mình chụp luôn mình luôn. Hello cả nhà. Này có giọng luôn nha. Ừ, giọng nghỉ ngơi. Rồi nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng là mình đi tiếp. Hiện tại giờ xe rất nóng. Nóng cả máy và nóng luôn cả bố thắng. Ừ. Rồi, cảnh đẹp các bạn. Ở đây bên mình độ cao lắm nha bạn. Đây mà cho độ cao là hơi bị đuối nha. Rồi mỗi lần qua cái bóp anh. Rồi, thôi mình sẽ xin kết thúc video clip ở đây. Còn một chặng nữa là Dũng ra tới Bảo Lộc Di Linh rồi. Là ra ngay chỗ thác Đại Ninh luôn. Nói rồi, tôi đi cái này xong rồi tôi giảm cân luôn mọi người ơi. Thì nó có những cái tuyến đường mình đã nói trong clip hoặc là những cái video clip mình đã đăng lên rồi. Thì mình vẫn lựa chọn những cái tuyến đường nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà cái tuyến đường này, cái tuyến đường nhanh nhất, nhưng mà thật là tuyến đường xấu nhất và chậm nhất mất thời gian để đi những cái ổ gà. Nếu mà bạn nào lấy tốt thì bạn xử lý được hết. Nhưng mà nó nguy hiểm nha các bạn ha. Các bạn lưu ý những là bạn lấy mới và đi buổi tối nữa nha. Và xe máy thì đi cẩn thận rất nhiều. Xe máy thì các bạn cứ nên đi quốc lộ 55 cho mình. Bảo lãm luôn, 55 cực kỳ đẹp luôn. Tuy là nó không có đèo dốc nhiều thôi, nhưng mà 55 cực kỳ đẹp cho bạn. Cũng là 28.
28 thì đường nó sẽ đẹp hơn. Đó, chào các bạn. Rồi, bye bye cả nhà. Rồi, đây, chuyện bình thường mà. Đó, tập ra. Cái mùa mưa là mấy cái đèo nó vậy đó. Đó, đâu ngoại lệ. Rồi, em tập ra nhẹ. Rồi, tập ra nhẹ. Cái điều chân ra. Đó. Không, lên không nổi, mình chuyển qua số 2. Đó, đó. Sạt lở các bạn, ghê không? Rồi, đi tiếp. Đã nhường cho mình đi. Đúng rồi. Nghiêng qua phải giùm thầy. Cảm ơn anh đã tự tế. Nghiêng qua phải rồi đập ra. Đều chân ga. Đường quá xấu, thấy không? Ok các bạn, đó là con đường để lên Đà Lạt là đường quốc lộ 28B đèo Đại Ninh. Trời ơi, nó quá trời quá đất luôn, đường nó vẫn xấu như thường. Ok các bạn, sau khi đi một hồi trên đoạn đường nó đẹp nhất thế giới luôn, nó gồ ghề, nó xấu nha, thì các mình đã ra đến quốc lộ 20 các bạn. Mừng quá, ra được quốc lộ 20. Nói chung là con đường này càng ngày càng xấu càng tệ. Nghe nói là có tí vô là chuẩn bị đang sửa chữa, mà sửa chữa không biết bao nhiêu năm đây. Rồi Đà Lạt ha. Quá trời xấu luôn. Đến đây mà vẫn còn đường còn xấu nữa, các bạn hiểu rồi vấn đề ha. Rồi giảm lại từ từ, nó dặn. Thấy chưa? Xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ok, mình đi tiếp. Rồi, đây mình sẽ ra quốc lộ 20, mở xi nhan trái ra từ từ thôi. Ok. Đây. Thì các bạn vừa ra đây là bên phải các bạn là đèo gọi là cái đập Đại Ninh. Mình mới ra thì mình không biết, mình đi tốc độ 50 nha. Cẩn thận. Rồi cái này hướng lên Đà Lạt rồi ha. Các bạn biết cái khúc này rồi. Thì lời khuyên của chân thành cho mình là các bạn không nên đi đèo Đại Ninh này, quốc lộ 28B này, thà các bạn đi xa hơn hoặc là quốc lộ 20 là con đường lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà hiện tại là quốc lộ 20 50 thôi. 20 thì nó cũng đông đúc này nọ, mất thời gian. Các bạn muốn đi cho nó mau thì các bạn đi sẽ đèo Đại Ninh. Nhưng mà nếu mà đi muốn ok thì các bạn có thể đi quốc lộ 55 hoặc là 28 đèo Gia Bắc. Nó sẽ có sự chênh lệch nhau. Đại Ninh á, thì nó 28B thì nó xa hơn cái đường truyền thống khoảng 20 mấy km thôi. Còn riêng 28 đèo Gia Bắc thì khoảng gần 40. Phải gần 40. Còn mà 55 thì cũng hơn khoảng 20 mấy cây. Đó, cho các bạn lựa chọn. Ok, sau khi trải nghiệm xong, đuối rồi các bạn. Bên phải các bạn là đèo Đại Ninh. Giảm lại thôi, từ từ thôi, hơi tốc độ hơi cao rồi. Thầy không để ý, lò ngó bên này. Cứ đi bình thường thôi, tại mình mới mình đi ra mình không biết là khu vực này là đông hay là trong hay là ngoài khu dân cư ha. Mình cứ đi tàn tàn. Chừng nào mình thấy được cái biển báo này mình sẽ đi nhanh hơn. Nhớ nha, 50 nha, có HUD bực thoát kính á, nên cẩn thận. Thấy không, đập Đại Ninh nè. Đập này hôm nay không có xả nước. Đập hôm nay không có xả nước. Đà Lạt còn 42 cây nha bạn. Là khoảng còn 50 mấy cây nữa là mình tới trung tâm. Rồi, thôi
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có những trải nghiệm lái xe tốt hơn. Chào tạm biệt cả nhà nhé.